Mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Vivu TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những vấn đề nóng nhất trong nước cũng như trên thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất trong ngày. Nguy Tông, Phạm Minh Chính âm mưu nắm gọn bộ chính trị, thâu tóm quyền lực. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày nhận chức Thủ tướng của Phạm Minh Chính. Cũng như để leo lên được vị trí Thủ tướng đầy quyền lực này, thì ông Phạm Minh Chính đã phải dày công gây dựng từ trước. Qua từng vị trí công tác với bao nhiêu là chiêu bài đầu đá khéo léo để giành quyền lực và chuẩn bị cho việc ngồi vào vị trí Thủ tướng, ông cũng đã nắn gân một số đối thủ và cấp dưới, nhằm để luôn chấp hành cũng như phục vụ ông trong cương vị Thủ tướng. Có lẽ là ông Phạm Minh Chính cũng muốn học cách của ông Nguyễn Phú Trọng về cách thâu tóm quyền lực và tạo dựng vây cánh cho mình. Và thân tàu đó là bước đầu tiên, cũng là phương pháp nòng cốt xuyên suốt thời gian nắm quyền ở vị trí tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Thời mà ông Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm đầu tiên sang Bắc Kinh vào năm 2012, cũng là lúc mà ông Phạm Minh Chính đã nắm chức bí thư tỉnh Quảng Ninh được một năm. Hắt hẳn thì bước đi lúc đó của ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã làm cho ông Phạm Minh Chính hiểu ý. Và ngay lúc đó, được ông Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thực hiện dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn, vừa có tấm gương của Nguyễn Phú Trọng, vừa lại có cơ hội do Nguyễn Tấn Dũng trao cho. Nên Phạm Minh Chính vớ ngay cơ hội đó và làm theo khuôn mẫu của Nguyễn Phú Trọng. Chính vì vậy, từ năm 2013, ông Phạm Minh Chính kết nối với phía Trung Quốc và cùng với kiến trúc sư trưởng dự án vành đai con đường Đào Nhất Đào để thực hiện tham vọng của mình. Kết quả là sau đó, ông Chính được vào Bộ Chính trị và nắm chức trưởng ban tổ chức đầy quyền lực. Thành quả ngay tức thì khi lấy bài học làm bàn đạp cho sự nghiệp. Cái hay của ông Phạm Minh Chính đó là ông ta biết ngay chiến thuật của ông Nguyễn Phú Trọng là có ích cho sự nghiệp ngay khi Nguyễn Phú Trọng chưa thành công. Vào năm 2016, đánh dấu cú lật kèo ngoạn mục của Nguyễn Phú Trọng trước đối thủ đó là Nguyễn Tấn Dũng, thì thời gian này cùng chứng kiến sự thành công của Phạm Minh Chính sau 2 năm kết nối tạo quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Và có thể nói từ đó, những bước đi của Nguyễn Phú Trọng đều được Phạm Minh Chính làm theo. Được biết, Nguyễn Phú Trọng có hai chiến thuật lớn, đó là ông ta tạo mối quan hệ tốt với Bắc Kinh để tạo quyền lực. Từ quyền lực được sự giúp đỡ từ ngoại bang ấy, thì ông ta liền ra tay diệt trừ phe cánh đối nghịch trong nước để tạo thế độc tôn. Nói theo ngôn ngữ của dân gian, thì cầu viện ngoại bang để ra tay giòn cỏ bên trong, đó là chiến lược rất rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ là ông Phạm Minh Chính không nhìn thấy hay sao? Thực ra thì Phạm Minh Chính đã phát hiện ra kế hoạch của ông Nguyễn Phú Trọng từ sớm, cho thấy là Phạm Minh Chính là một con người thông minh và nhanh nhạy. Ông đọc được Nguyễn Phú Trọng khi mà những đồng liêu của ông chưa hề nhìn thấy điều đó. Và kết quả là Phạm Minh Chính vượt qua tất cả trong số họ để chiếm giữ chiếc ghế thủ tướng ngay khi chiếc ghế còn dính chặt trên tay của Nguyễn Xuân Phúc. Và kính thưa quý vị, nắn gân là dấu hiệu buộc bên dưới phục tùng và cũng là dấu hiệu của một chính sách thanh trừng tương lai. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết rằng ông Phạm Minh Chính kỷ luật nhiều chẳng vui vẻ gì nhưng mà phải làm. Cách nói của ông Phạm Minh Chính khá khôn khéo. Ông ta vừa nói lời xoa dịu vừa đe dọa để ai hiểu ý thì hiểu. Sắp tới thì ông ta nắm trong tay 4 ủy viên Bộ Chính trị và rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng với 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 11 cơ quan trực thuộc với chức quyền rất lớn. Nắm hết quyền quản lý kinh tế và xã hội của đất nước thì tất nhiên ông Phạm Minh Chính phải biết cách tạo vây cánh cho mình và bằng cách nào đó thì ông phải làm cho thuộc hạ phục tùng. Cuộc chơi đã đổi ngôi, những thuộc hạ cũ của ông Nguyễn Xuân Phúc giờ cần phải hiểu chuyện Phạm Minh Chính, đó là điều cần thiết. Bài báo vừa đăng là một tín hiệu đến các thuộc hạ đó phải biết làm thế nào cho phải đạo đối với chủ mới. Câu nói rằng công tác xây dựng đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, làm cho đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch hơn, vững mạnh hơn, tạo dựng và củng cố niềm tin cho nhân dân, là câu nói quen thuộc của ông Nguyễn Phú Trọng. Bên ngoài thì đó là việc làm trong sạch đảng, nhưng nhìn sâu bên trong, nó lại là công cụ thanh trừng. Bởi đơn giản, nếu soi hết thì không quan chức nào không dính chàm. Việc làm trong sạch ấy là nó có chọn lựa, kẻ không trong sạch phe đối thủ thì phải loại bỏ,
còn kẻ không trong sạch phe ta thì lơ đi. Điều đáng nói là câu nói ấy giờ lại được thốt ra từ miệng của ông Phạm Minh Chính. Ông ta đã dùng đúng chiêu bài mà ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng trước đó. Thêm nữa là từ khi có tin Phạm Minh Chính nắm chức thủ tướng, thì nhiều lần báo chí lên tiếng cho thấy rằng chính báo chí đã bị Phạm Minh Chính kiểm soát. Và vì sao? Vì nếu xét kỹ thì sẽ thấy báo chí là một thành phần quan trọng trong chiến lược đe dọa của các đảng viên thuộc cấp. Vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, thì ông Phạm Minh Chính trong vai trò trưởng ban tổ chức trung ương đã lên tiếng nắn gân các đảng viên các cấp. Ông đã vận dụng tối đa công cụ đảng để nói về vấn đề xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng. Hội nghị trực tuyến có sự tham dự của 1 triệu đảng viên trên cả nước. Chắc chắn đa phần trong đó sẽ thuộc diện quản lý của chính phủ trên khắp cả nước. Và ông Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, khó lường, khó dự đoán, nhưng công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng được các cấp đặc biệt coi trọng. Hay nói đơn giản là vấn đề dân chủ và sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây làm cho đảng phải đặc biệt coi trọng. Sau đó, ông cũng nói về quan trọng nhất, đó là đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, một cồn cù lợi hại để thanh trừng đối thủ. Và sau nắn gân thì lại đến xoa dịu. Nói về chống tham nhũng là hành động nắn gân, sau nắn gân đó là xoa dịu. Ông Phạm Minh Chính quả là cao thủ không thua gì ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Phạm Minh Chính cũng nói, kỷ luật đảng viên, kỷ luật nhiều chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng trong điều kiện đất nước của mình, thì tình hình suy thoái như vậy, chúng ta phải làm. Trong nhiệm kỳ qua, đã kiểm tra 265.000 tổ chức đảng viên trên 1,1 triệu đảng viên. Và kỷ luật 1.300 tổ chức và gần 70.000 đảng viên. Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. Với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, khi tỷ lệ thu hồi tài sản qua tham nhũng tăng từ 26% vào năm 2016 lên đến 38,43% vào năm 2020. Và kính thưa quý vị, nói thật thì nếu quan chức nào dưới quyền của Phạm Minh Chính mà đang dính tham nhũng thì ắt phải thấy lo âu về những con số thống kê như vậy. Đọc những con số, những vị chưa bị lộ ắt hẳn là sẽ rất lo, sẽ đến lượt mình. Thực sự đây là một lời nói xoa dịu, nhưng trong lời nói ấy là có dấu viên đạn bên trong nên làm ai cũng phải ngán ngại. Và ông Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh rằng công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng được đặc biệt chú trọng. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp được đặt ra, thực hiện nhiều năm trước nhưng chưa hiệu quả thì nay đã đạt kết quả. Và ông Phạm Minh Chính cũng cho hay, trong thời gian ông làm trưởng ban tổ chức trung ương, thì ông đã ra tay tinh giảm được 4 đầu mối trực thuộc trung ương, 97 đầu mối thuộc tỉnh, 6 đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm trên 10.000 cấp trưởng và cấp phó. Về tinh giản biên chế, số người làm việc hưởng lương phụ cấp từ ngân sách giảm 500.000 người, giảm 15% so với tháng 4 năm 2015. Nhờ vậy, giảm 0,85% chi thường xuyên năm 2019 so với năm 2017. Tức là có 10.000 tỷ đồng trên một năm, song vẫn đảm bảo tăng lương cơ sở 7% một năm. Thực sự, đây là bản báo cáo thành tích đẹp. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy bàn tay sắt của ông Phạm Minh Chính đã thọc rất sâu từ trung ương đến địa phương. Ai dám chắc khi lên làm thủ tướng là ông không thực hiện thêm đợt thanh lọc như thế để củng cố quyền lực của mình. Cũng như để kéo dài công tác thanh lọc từ thời làm trưởng ban kinh tế đến thời làm thủ tướng sắp tới, thì ông Phạm Minh Chính đã nói rằng các hạn chế cần khắc phục được ông Phạm Minh Chính nêu ra như là thể chế hóa nghị quyết còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn khá khâu yếu. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn nơi còn bị động, thiếu sắc bén. Đặc biệt, tình trạng suy thoái vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng từ diễn biến từ chuyển hóa là vấn đề còn nhức nhối cần tiếp tục và kiên trì hơn nữa. Cũng như việc nâng cao lãnh đạo, sức chiến đấu của một số bộ máy tổ chức của đảng còn thấp và chưa được củng cố, chưa có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm một cách minh bạch. Vâng, với cách nói như vậy, đảng viên dưới quyền phải hiểu, lưỡi dao dùng để thanh lọc nhân sự của ông Phạm Minh Chính vẫn còn đang thủng trong người. Đợi khi ngồi vào ghế mới, ông ta sẽ tiếp tục ra tay. Và ông Phạm Minh Chính còn nói, kỷ luật nhiều thì chẳng vui vẻ gì,
hay là các đồng chí không phục thì tôi cũng không vui vẻ gì. Cũng theo ông Phạm Minh Chính, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, tiến hành từng bước, từng việc và kỹ lưỡng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm hơn, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự đại hội 13, nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý đã huy động 8 cơ quan tham gia. Vẫn là lưới giao công tác xây dựng đảng, ông Phạm Minh Chính nói rằng, qua 35 năm đổi mới, công tác xây dựng đảng đã góp phần quan trọng để đất nước ta có cơ đồ. Hay là nói đúng hơn, ý của ông Phạm Minh Chính là để đảng vững mạnh thì phải thanh lọc. Mặc dù thanh lọc các đồng chí thì tôi rất đau lòng, rất khó phân biệt đồng chí phản tội đảng với đồng chí phản bội sếp. Nhiều khi không chấp nhận cách làm của sếp, nhưng thuộc hạ vẫn trung thành với đảng thì sao? Sự mập mờ ấy dễ giúp cho những kẻ có thủ đoạn chính trị cao thanh lọc nhân sự. Ắt hẳn con người cao thủ như là ông Phạm Minh Chính sẽ biết dùng chiêu này. Ở nhiệm kỳ 11, chúng ta quy định các cấp chính quyền tiếp dân, nhưng cấp ủy, bí thư cấp ủy ít khi tiếp dân, thậm chí có nơi dân biểu tình kéo đến trụ sở tỉnh ủy, huyện ủy, các đồng chí có trách nhiệm còn báo cáo là thôi bí thư tỉnh ủy, huyện ủy đừng về nữa, dân đang bao vây. Và ông Chính nêu rằng đồng thời cho rằng tình trạng này không chấp nhận được. Những ngày cuối cùng với vai trò trưởng ban tổ chức trung ương, ông Phạm Minh Chính lưu ý các đảng viên thuộc cấp cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, nâng cao kiểm tra, giám sát và kỷ luật, cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa đảng và nhân dân, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng. Kính thưa quý vị, lời nói này là một thông điệp, lần nói chuyện này là lần nhắn gửi đảng viên thuộc cấp rằng, với tư cách mới thì ông Phạm Minh Chính sẽ làm gì để có một bộ máy chính phủ đồng nhất hơn và biết phục tùng. Bên ngoài thì làm bạn và thân thiết với Tập Cận Bình, còn bên trong thì cầm cương hết mọi đảng viên thuộc cấp. Phạm Minh Chính có thể sẽ là con người còn đáng sợ hơn là cả Nguyễn Phú Trọng trong một tương lai không xa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị cũng đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng kênh tin tức Vivu TV. Hoài Thương xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.